Hello, chào cả nhà, chúc mọi người một đêm khuya vui vẻ, ngủ ngon nhé. Cho tới thời điểm này, Thanh Đoàn vừa về thêm 3 chiếc xe để phục vụ chị quý anh chị các bạn. Một chiếc Vision mang biển 68T151629, xe chạy 5.000 cây số, còn đầy đủ 2 chìa khóa rin, đặc biệt màu xanh nhất, một trong những màu xe rất đẹp. Xanh nhất là hơi xanh hơi rêu một tí mọi người nhé. Đó, và xe còn đầy đủ 2 chìa khóa 5.000 cây, ốc tán 7 màu với giá 26 năm. Cái đây thì em có một chiếc AB phiên bản màu xanh nhất 125, một trong những màu xe được rất nhiều anh chị em bà con quan tâm và tìm kiếm, mang biển 67B187609 AB125, phiên bản màu xanh bạc. Thanh xin đối mọi người xanh bạc nhưng mà xanh là xanh nhất nhá. Chiếc xe này đúng 26.500.000 đồng, đời 2017-18, một chiếc Sirius đã qua sử dụng, đẹp như mới, đẹp từ dàn ốc, dàn áo, dàn tem, mang biển kiểm soát 38P162701. Chiếc xe phải nói quá tuyệt vời cho buổi tối ngày hôm nay. Thanh Đoàn đang chào bán chiếc xe này để quý anh chị em và các bạn với mức giá 16 triệu đồng. Cả nhà quan tâm liên hệ ngay và liền để ủng hộ em Hiền, một chiếc xe cực phẩm luôn anh chị bà con nhé. Một lần nữa cảm ơn anh chị bà con rất nhiều. Chúc anh chị em bà con một buổi tối vui vẻ, an yên, hạnh phúc, gặp nhiều may mắn nhé.